Chỉ có chiên này cái vảy nó giòn, giòn luôn mình ăn được. Kính thưa các bạn, bây giờ là 4 giờ 15 phút. Chúng tôi đang dựng rạp đặng cho chương trình cải lương đêm nay của đoàn Sông Giang. Nói chơi với các bạn là chúng tôi đã đến Vishnabik để như thường niên là chúng tôi sẽ có 3 ngày cắm trại ở vùng biển Vishnabik thưa các bạn. Hiện tại bây giờ là chúng tôi đang dựng lều. Điều may mắn là bây giờ nắng cũng đã lên. Khi mà chúng tôi vừa đến đây thì là trời mưa, thì bây giờ nắng lên đó, các bạn thấy là chuyên gia dựng lều Vũ Thông không ngại chiều cao. Leo trèo để mà cột dựng lều để đo, chuẩn bị đón chào các bạn còn rỉ rả đi sau thưa các bạn. I'm actually happy that I'm here. Chú ở 19, 18, 19, 20, 21. Dạ. Ok, con đi dâu chưa? Dạ, chưa sống giờ mới có nhà. Ok, mới đang dựng lều à. Rồi. Ok con. Cây nó cột lên thì dây kéo kiếm khúc kiếm khúc cây một hả, để ông đi kiếm nha.
Nghe nói nghe nó muốn rêu ngon lắm đó. Dạ. Hả? Nghe cái đó thì con không biết thầy. Giang hồ đồn và muốn rêu cũng nghe đó. Giang hồ đồn là thấy có nguy hiểm. Nghe nói uống rêu ngon lắm. Đấy. Bếp đã nổi lên rồi các bạn, khói mịt mù. Chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi tối, ăn xong là đi ra ngoài đi bắt cá các bạn ơi, đi giăng lưới. Giờ tối nay là chúng tôi sẽ ăn bún riêu. Tối xíu. Ừ. 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 Ừ.
Chị Dân có chưa? Cô Ly chưa có hả? Hả? Ồ, quá trời luôn kìa. Mùa này nha. Wow. Đây là được mùa rồi đó. Anh vô, giờ này anh mới vô nè. Sớm là nhảy ngoài không à. Nè, đứng yên nha. Nhớ mấy ẩu chưa? Wow, được mùa nè. Đó. Đâu để cho cô Ly quay với nha. Đây, rồi nè, wow, được mùa ghê luôn rồi. Trời ơi, cô cá luôn kìa. Đó này là sạch rồi luôn á. Rồi. Cái này là mà mắm cá cơm mà. Bỏ tay vô vớt. Bỏ tay vô vớt. Anh Sơn vớt lên cần Sơn. Bóng bẫy nè. Bóng bẫy nó nhảy lên tinh nè. Rối luôn, gọi là cư như hoa luôn. Giờ nó bắt đầu nó vô ha. Đây thiệt chứ. Mình không biết sang cho hết đây nè. Đừng bỏ vậy nè. Mê quá, đừng cứ vớt lên hoài đó. Một hồi á. Rồi, có cà sạch á. Rồi, vô. Đó, thấy không? Bơi lăng tăng, bơi lăng tăng. Lên đi. Lên hả? Kéo cặp kia lên đi. Lên. Cái ổng là phải bắn cái đầu quay kia. Cái ổng hả? Vậy là tiện ha. Mình rửa luôn. Mình rửa luôn. Cảm ơn. Thấy nè. Rồi. Rồi đổ vô đi. Chú à. Gương đầy thùng nữa rồi. Đầy nữa rồi đó. Sao ăn sao? Rồi. Đi nữa hả? Không có, tại cái nó sạch rồi. Rồi nó nhảy lưng tưng trên mặt nước á. Rồi, nó đang quay nè. Hả? Cá, rửa cá luôn. Ủa, rửa luôn rồi hả? À, rửa vậy luôn đó con, tiện lại luôn đó chưa. Nhưng mà mình không khé sát cát đâu. Không hết đó ha, từ cái lưới này nó cũng sẽ bị... Nó nằm ở trên mặt biển mà. Ai biết đâu à. Đây đó. Anh có muối không vậy? Có muối. Để cuốn luôn. Rồi để em cầm cho. Một cuối này tính ra tính vô á, khác không á, ở ra ngoài đi, ra ngoài. Cái đó đưa nó đi. Giờ đang xôn xao làng chài là đang đãi cá này. Rửa cá. Rồi. 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 Rồi
Rồi được rồi, bác sẽ đứng chạy vô hết. Bỏ vô. Lắc lắc lắc. Trời ơi, hồi nãy thì đó, nãy lúc mà trước khi nghe vô nè đó. Lúc đầu vô bắt được có mấy cô. Vậy nào, chị làm đi rồi em chưa thấy chứ. Nó bắt xuống là sẵn sợ nó lên có gì ấy. Để đi luôn á, để đi cái em bỏ ra là nó làm cái dây chuyền không? Rửa này xong vô không quá, anh em vô sao chở sao để đổ rửa nha. Mắm nó nhìn nó ngon. Rồi kêu làm phút rồi. Kêu không dạ. Làm dạ ngủ luôn rồi. Không làm vậy. Công nhận. Chơi xấu á. Không dám vậy à? Không vậy. Càng ngày bây giờ cái làng này giờ lớn mạnh càng gọi là cố nó đem qua cho mấy con cá kìa, mình nói trời ơi thấy buồn quá, ngoài mình giờ được mấy cá này chứ này có sạn này nha. Có không? Có sạn. Sạn bự lắm. Bây giờ là bắt cá xong rồi rửa tại nơi luôn. Rồi, rồi bây giờ. Nó nghe nè. Rồi. Rồi. Thôi một đi thôi được rồi, nhiêu đó đủ rồi. Thôi nhiêu đó đủ hả cô? Dắt từng con. Dắt từng con mới tội, nãy bà Thiên đi dắt từng con. Bây giờ mình nó nổi lên vậy nè. Ây da. Rồi ập xuống anh Sơn, ập xuống. Lưới của Liên bảo đảm ra là có, nhưng mà tại lúc đầu ra thì không có. Nhưng mà bây giờ là bắt là dính đầy hết luôn. Có lưới nữa hả? Lưới trắng, lưới trắng, lưới mùn trắng. Mấy người chậm nhau á. Cô Liên. Cái đó gọi là lúc cô dâu của cô Ly á, mà đợi hoài thì em chịu cho đội, cho nên cô Ly thấy cô Ly dắt cá. Ủa vậy nha, anh té cá đi hết anh. Lạ thôi, cá này còn lắm. Cá này wow, có cá nghe mai nấu cà với cần nha. Ờ, canh chua hết, cà cần, canh chua giúp được hết anh đại khái. Ủa, cái này chiên mà. Chiên cá kia rồi, cuốn cho mấy con cá bự hơn này cả mười mấy con. Cái này chiên mới ngon chứ. Bây giờ sao mấy con bự này sao? Mấy bự hả? Ủa? Mày nó canh cấp bầu, có bầu phải không? Không. Anh ơi, chị anh cầm một tay em rung quá. Thôi, có bầu không có ngon đâu. Canh chua, canh cà cơm thôi. Canh ngót đó rồi vớt ra ăn mắm mặn với lại... Bây giờ sao mấy con bự này mình để Linh để riêng hả? Để riêng. Bỏ vô trong cái rổ kia hơn không? Rổ nào? Bây giờ rửa đi vô bỏ vô cái xô kia đi. Mấy con rồi, mấy con cua nó ăn hết ra hả? Rồi thôi đủ rồi, chừng nó chạy ra biển hết, thôi đủ rồi. Rồi vô đi anh, vô anh. Anh làm đúng anh. Rồi lên bỏ rồi. Vô. Bỏ lên trên mặt cái cơm luôn đi. Nhưng mà mình cần cái rổ, rồi bỏ mặt. Sắp lên. Anh bỏ vô cái thùng. Hôm nay là ngày 14. Ủa, ngày 14, 15 mới là rằm mà. Mà trăng lên đẹp quá. Sáu lên đẹp ra hả? Đang đứng chờ thu hoạch cá. Có cần lại phụ cứu bộ không mà đi không nổi kìa. Hả? Cá hả cua? Vậy hả? Wow, trời ơi cua nè. Đâu nang rọi đèn vô coi nang. Trời ơi. Đâu có bà cá nào anh sớm. Thôi được sớm. Mùa nè. Đó là mấy ghẹ em cắt chữa là liễu bớt dùng rồi đó. Hết rồi đó. Dạ, ôi cha có bà. Dạ câu quá giờ không được con nào. Rồi. Để đi cô Liên. Anh nào cũng cuốn mấy năm mấy rồi mà trẻ. Đâu ở thở anh nào trẻ có mình anh trẻ nhất. Đúng rồi,
em có cái âm âm tháo ra bác An ơi, rồi. Lấy ra được bác An ơi. Để nguyên vậy luôn, để nguyên luôn. Dạ. Em cầm về, anh cầm cái kia. Nhưng mà để cô Liên cầm. Giang ngủ luôn. Anh nghĩ chắc chiều mai mà giống bữa cái giờ đó cái đổi. Chồng ở nước ngoài đây hả? À, giờ đang thấy chim sào đang đứng gần nhau đây. Nhiều quá. Nhiều quá luôn á. Lấy một cái mũi. Rồi đây giới thiệu đây là cá của Phú đây em ba cho đây mới vừa làm xong. Một thao này. Rồi xong lấy cái marker biết cái biết đó. Trời ơi. Đây, đổ cá của Phú Trà. Cái này đã lớn rồi không phải đó. Đã đâu. Còn đây là đồng bánh tét nè. Cảm ơn Phú Nhiên cho cá rồi cho bánh tét nữa. Đây. Cảm ơn cảm ơn Phú nè. Nô Phú gì? Phú Võ. Nô. Kim. Kim. Phú Viên Kim. Cái này lúc trước em cũng không có. Bà Sơn tắm rồi. Bà Sơn đấy. Bà mẹ đang làm món cá cơm này là cũng quay dài phim. Anh em đó làm muối, muối biển. Mai đi mua mớ gạch lót đi. Dạ anh ăn vậy đó. Chứ còn muối mà mình mua muối thì mình chỉ được hơn chứ là mình em. Làm nước mắm đó, đúng rồi bà Sơn. Đợt này là tổ Trung Quốc đó, nó ế nước mắm là bàn cua hết anh Sơn. Đâu phải em nói vậy không được. Tại bây giờ em ra kiếm nước mắm tôi nó hết rồi, nó mới nhập qua. Đúng rồi, nó bị Covid. Ừ, bây giờ đang kiếm nước mắm. Nó bị Covid, đâu có làm nước mắm nữa. Cho nên anh em nhà chúng tôi phải tự làm nước mắm. Làm nước mắm ơi. Mà thiên hạ ta làm nước mắm đó là hôm nay ngày mai có anh em mình một cặp nó có cái hũ gì đây nè anh An nè đó nè ngay mặt em nè đó thả cái hũ này có tí xíu mà đó hũ đó hũ gì hũ này là hũ nó làm quỷ gì á không phải strawberry hả strawberry cái gì mứt mứt để tụi nó ăn nè cho em cái này ở nhà làm á bà làm đó mẹ mẹ Yến làm món canh để mai ăn bánh mì rồi có bánh mì đâu ăn mọi con muối cái đồ muối đâu tắt đèn con thùng cái đâu anh cái chú hả chết rồi cô ơi cái thùng này cô làm đến sáng khỏi ngủ luôn ủa còn ngủ hết mấy còn nhiều mà hai anh em của em muối được 3 khạc rồi nè còn có 1 khạc nữa à bây giờ kiếm khạc muối là lâu ủa nhà mình hết muối nữa ta